Yên tâm, phòng sạch sẽ, khép kín, rẻ nhất khu này. Bên này 800k một tháng, vừa vặn cho hai vợ chồng. Giá rẻ quá, vợ e có gì bất thường. Rồi, tiết kiệm là trên hết. Chốt, có điều tôi muốn sơn sửa lại chút. Anh chị cứ thoải mái. Cũng hòm hòm rồi. Chồng đi làm,